sau đây cùng mình sẽ đi theo cái đường đường 3 tháng 2 để mà đi xuống chợ đêm. Đang mà đi khu chợ đêm chợ Tuy An. Nói chung là mình đi chợ đêm trước hay là đi đâu? Nhanh lên, người ta quay qua mỗi nó chạy một phát là đi một cái trái điện thoại đấy. Phố ngàn qua hồi nãy chưa đợi cái nón vô cũng đổi luôn. Nó nói là buổi tối trời rất là lạnh. Yeah.
tối nay dễ thăng lạnh nha. Có cái cổng gạo, cổng chào, hoa lo kèn à? Phải không anh? Phải không? Không phải đâu, hoa lo kèn nó nói là không như kiểu khỏe vậy đó. Cái này đâu phải hoa lo kèn đâu, nó giống như thôi. Lâu lắm mà.
có rất là nhiều món ăn ở trên đường phố. Ở phía xa xa là cái chợ đêm Đà Lạt. Đáng đầu ta lớp ta. Động kinh. Ôi. Dốc bên kia thì có những cái quán cà phê đó các bạn. Cà phê Phượng Tím. Phố qua. Alo. Gì vậy?
chợ Đà Lạt. Để chữ nha, không đây chữ bắt đền nha. Rồi, chữ đi xe máy. Vô vô anh. Chữ mới được nha. Nếu mà không có giờ đánh. Dâu tay, dâu tay đâu? Màu cam, màu cam. Theo màu cam đi. Ủa sao kỳ vậy? Màu cam, màu cam. Màu cam đi nhanh quá, màu cam ơi. Màu cam ơi, đi từ từ màu cam ơi. Màu cam đi lẹ quá à. Ừ, màu cam đi như là gì đó, chạy giặt như đó. Dạ. Chỗ chỗ này, chỗ này. Bông. Rất là nhiều bông. Quá trời đông rồi. Lạnh ghê hả chị ha. Không chị ơi, đây ngày ngày xứ rồi, ngày xứ rồi. Trời, nguyên bậy lần đó chị ơi nào. Quay lại ly nhiêu vậy? 20 ly bớt. 2000 ly luôn. Cái đồng thứ gì đó là 20 ly được luôn. Nói đi, bây giờ tặng 20 ly tặng đi. 20.000 quá. Nha, 20 ly tặng định nha. Định chị ly tặng ly đi. Tặng ly đi, mua 10 tặng đại nha. 5 ly đi mà. Ở đây đông lắm đó chị. Miên cái này bu chị lần đó. Hồi đó cô em dạy là trên 2 là đông rồi đó. Trên 2 số nhiều rồi đó. À xuống nhiều à, quên, em xin lỗi anh nha. Nè. Ai bán này vậy? Bán quá bán cái gì không có ra đâu. Nhiều rồi. Sau đây là chương trình lắc 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 lắc. Cầm đấy, cầm đấy, cầm đấy, đếm cho đủ không? Ai uống bơ không? Thôi bây giờ nè. Cầm lên đếm. Ai cầm rồi đứng ở bên kia cho chị đếm. Không có sao đâu mà, cầm cái chị biết mà. Trời ơi, chị ấy không lo mình lo gì đúng không? Đúng rồi. Ừ. Là ăn xong rồi đi vòng hết rồi đó. Quay phim nó đi, nó ăn 2 ly rồi, 1 ly rồi đó, 2 ly rồi đó. 2 ly, ngon không vậy, ngon không? Ngon. Ngon à. Trời ơi, rồi luôn rồi, chết luôn rồi. Thèm quá à, nhỏ nước miếng hết trơn rồi kìa. Máy hết rồi kìa. Không có, máy không có liên quan gì đâu. Nói ăn dâu lắc là phải vừa ăn vừa lắc đúng không? Ừ. Rồi, lắc đi. Lắc đi. Đúng rồi, lắc đi. Lắc lắc đi. 5. Trời ơi. Trời ơi. Chỗ nào? Thèm quá Trung ơi.
Đây con nước miếng nè. Thèm quá chúng ơi. Cái này mua nước rồi. Chị đứng đứng này đi, đứng nghỉ chú nè con. Nè chú. Không, bây giờ chị không tặng ly là có một đứa vậy đó. Con đứa là giờ nó quạo rồi đó. Nè. Hay lắm chung. Dạ. Đủ 11 đứa đó. Không có ly là chị nhịn rồi đó. Trời ơi là trời. Không tặng là chị nhịn rồi đó. Nó này quá. Đủ 15 người. Bơ cái bơ đi Linh. Hai chị có ai đây? Một ly 20 ngàn đó. Không bơ, bơ. Cái kia bơ. Chị Phụng trả giá 10 ly. Lấy mấy ly không? Tặng ly. Không? Rồi đủ 11 ly rồi á, trả tiền. Rồi. Trả giá rồi đó, trả tiền. Quan cho đại diện trăm ngàn. Rồi cho Dương đại diện nha. Không ấy bây giờ mỗi người mình xin 100 ngàn hay là nhiêu đó mình cho mọi người đi rồi mình. 200 nha. Rồi. Cảm nhận sao chung? Hình như nó không, nó chưa đã phải không? Hay mình ăn thêm ly nữa đi. Thêm ly nó mới được. Trời ơi. Cảm nhận sao chị? Ngon quá. Bây giờ á, vị gì đó nó có một cái vị gì đó của bây giờ á mình ăn lắc rồi. Bây giờ mình tới ăn kẹp chỉ. Mình ăn chỉ vô mặt không chỉ ở đâu? Chỉ ở đâu? Em cần ít trà chú ơi, mức nha. Bây giờ mình hỏi người ta đi. Nói kẹo. Rồi, nó nói là kẹo chỉ vòng vòng ở khu vực này. Tiếp theo là chúng ta đi ăn kẹo chỉ. Ừ, chị riêng hết thì có một đoạn thôi, cũng không có xa lắm, nhưng mà rất là nhộn nhịp, rất là đông. Chưa chụp ai vào tấm nào luôn. Đâu là đông. Ăn bánh tráng nướng. Lát nữa mà quay lên kia mình ăn. Rồi ai giờ anh chị? Ai quận về mình ăn bánh tráng nướng rồi, sau đó mình đi uống sữa đậu nành. Không có gạch đâu, bán bánh ngọt luôn á, người ta ngồi chuyện
quá đông đi, giống như đi hội gì đó trời. Mà có chút xíu rồi chị, em thấy đâu có xa đâu, đi qua đi đó nhiều khoảng chưa được 200m nữa. Đây kìa, kẹo chỉ kìa chị. Sau đây là kẹo chỉ, chương trình kẹo chỉ. Kẹo chỉ. Đâu cho em coi kẹo chỉ đi. Đâu ạ? Kẹo chỉ là kẹo sao, gọi là kẹo chỉ gì chú? Action. Cả một tuổi thơ đó chị. Giờ giá kiếm kẹo này ăn là hơi khó. Là sao em? Vừa làm vừa chỉ không chú? Hồi nãy giờ vừa ăn vừa lắc, bây giờ vừa ăn vừa chỉ. Đây là chương trình kẹo chỉ mà. Đang không nổi đâu. Tối nay về nhậu ối anh chị. Kiếm mồi về nha. Kiếm mồi. Mấy người nữ kia là tại họ bên vườn kia đánh bài. Mình bên vườn đây mình lại mình nhậu. Kẹo chỉ coi cách làm kẹo chỉ nè các bạn ơi. Nhớ hồi nhỏ khoái làm giống vậy, bắt trước ăn cục xi gom xong nhả ra lấy làm giống vậy. Chú có 30 năm kinh nghiệm làm cái bánh chỉ. Chú nói hơn 30 năm làm cái bánh chỉ. Đúng rồi. 2 4 6 8 10 hình đúng không? 5 7 tới giờ mà. Không 5 8 7 á là. Không. Cái áo giống của con trai nãy tôi mua. Đúng. Nhưng mà đừng quên đi. Ông già của chú bán. 5 7 là ông già bán. Mày mới bán. Mai là mới năm thôi. À chú này có kinh nghiệm là 5 năm, nếu mà bán là tính tượng già. Ồ, ăn đi chị cho em cảm nhận chị ơi. Để mua cho em cái. Mua cho mình em muốn thấy ok mà. Hy vọng những ngày sau được như vậy. Ở dính gì chứ? Vậy là nhựa ông nào á? Nãy giờ dựa ông Chung không đó? Hey. Nghe chưa Chung? Chị... Nãy giờ chị đúng dựa không? Ủa em đâu có dính gì đâu ta.
muốn bấm nào đó bấm. Nếu muốn thích mở nào thì bấm. Dạ được rồi. Ngon. Sao ăn sao cảm giác sao đâu rồi người ăn đâu rồi ăn sắp hết chưa thấy cảm giác luôn cảm giác sao chị ủa vợ đâu vậy kìa tới rồi kìa tới rồi kìa người nhưng mà qua bên kia ăn rồi. Ừ. Chưa. Không, ý ai ăn rồi? Hả? Con ăn đó hả? Thôi cả đi không sao đâu. Rồi giờ mình đi đâu? Đi đâu? Rồi đâu biết rồi không? Đi ăn tiếp không? Đi ăn tiếp không? Đâu? Bánh tráng nướng, thẳng tiếp. Bánh nướng hả? Kia. Ở chỗ bánh tráng nướng chỗ nào vậy chú hả? Ngon ở đâu? Chưa ăn nướng em vô chỗ này bên em hỏi cái em hỏi chỗ nào bán cành điện thoại là cái con nhỏ đó bán không? Nó vừa bán bánh tráng mà vừa bán cành hỏi em cho bố em hỏi mua cành điện thoại hiểu không? Chưa chỗ nào? Hỏi giả bộ hỏi mua cành điện thoại ra chỗ bên là chị con đó là đúng không? Ờ trời em chưa đi chợ đã à, nhớ là mua bánh tráng go 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 hỏi thôi chứ mình không mua. Quá trời đông luôn rồi. Bên kia. Đây nè, bên đây nè. Bạn áo vàng kìa, đi theo bạn áo vàng đi. Thiếu Ngự. Thôi kệ đi, không có sao đâu. Không là một phần của hạ đưa nhân viên là phần đó của Trần Linh đó. Cái của không sao đâu, không sao đâu. Em đâu có chết, em đâu có em đâu có chết đói. Chết đói đâu lo. Thôi đi 11 phải cái đó mới thử sức để biết. Ừ. Okay, ăn với vợ cho nó ngọt. Cái này là kẹo tơ hồng nè. À cái phần này là con bé ấy nè. Đúng rồi. Chị á. Hỏi cái chuyện nào bán cành điện thoại cái bà nào muốn một bà bán cành điện thoại thôi bà đó bán cành điện thoại bán cái nướng ngon ối thằng nhỏ mình đi ăn cái đồ à bà bán đồ cầu nó bán cành điện thoại nha rồi đủ 11 người chưa nè bây giờ đủ chưa 11 người đếm số thôi tự đếm số đi sao ủa hồi nãy đúng phần tấn rồi đâu không chưa các bạn nói bằng sao em nói đi theo mình rồi Top mình là lát nữa mình trả tiền cho Top mình để dễ đúng chia rồi, nha. Vậy có gì nói với nó nha. Go go. Bên kia là một top nữa. Cái
cái này giỏi lắm là 200m hả? À? Hết trơn rồi. Cơm ta đâu rồi? Vậy lên đây đứng đi, lên đây đứng đi. Cái phái đoàn của mình đi coi bộ. Mai mốt hả? Mai mốt em đầu tư cái GoPro mới được. GoPro á? Thôi mua con này đi. Con này bao nhiêu anh? Con này giờ đâu có mát đâu. Con này bao nhiêu anh? Con này 6-7 triệu gì hả? GoPro cũng 6-7 triệu mà. Hả? Mua giới không? Trời ơi trời, mua giới làm chi hả? Giờ đi làm. Nhiêu? Ba đôi 10 ngàn. Ba đôi 2 chỗ. Mua về, mua mấy trăm đôi vậy? Mặc lần rồi. Dạ, ba đôi 20 kìa dạ. Ba đôi 20 ngàn. Mua không vợ? À, biết chồng hả? Mua. Không không? Chắc không đến nỗi nào đúng không? Coi mềm không hay cứng? Nhưng mà con cái là nó không có mùi. Tại sao mà ba đôi rưỡi này nhiêu đôi dữ vậy trời? Ba đôi nè, đôi nè, ba đôi luôn. Có một đôi nè, hai đôi nè, ba đôi. Lửa màu nam lửa. Màu hồng đấy, màu hồng còn đây phải không? Gọi lấy. Trời ơi trời. Màu hồng. Của em 40 ngàn đúng không? Rồi ok. Mang chi mà gọi đi, ở nhà còn nhiều lắm. Có mang đâu. Mua. Dặn là phải mua. Để điện thoại ở trong. Lấy lại, lấy cái này nè. Không, lấy cái này lại luôn. Biết rồi, kẹp cái này kéo lại luôn là xong rồi. Ý ơi. Em gọi của em đi. Ba đôi 20. Có tay có hiểu đâu. Nè 20 ngàn nè. Đeo vô luôn đi. Đồ mất tiêu. Có tay đó hả? Đó. Đây nè. Bằng dây đèn nó hợp hơn. Đeo vô giống bạn luôn ha. Đeo không? Không đeo không? Mà thôi không mà. Thì ơi, bóp tiền. Cái nào bằng giá đấy trời. Cái nào 3 đôi 20. Khổ lắm chứ bộ. Cái nào 3 đôi 20. Nè 20 ngàn nè. Không có một cây, không phải đâu, cái khác. Không, cái đó là cho em đó. Không biết được. Bán đến bao nhiêu đấy tiền. Bán rồi, bán thôi. Trên ba đây chục đây 60 ngàn đi rồi chục đây chục đôi 60 ngàn. Ê, 60 ngàn là bớt đôi rồi đó, còn gì nữa, khuyến mãi đôi rồi, 3 đôi 20, 9 đôi là 60 rồi, không biết tính là sao nghe gì ừ chữ ừ. Không, bà mắc cười lắm. Nó đi mua gì bắp một trái 3 ngàn đó, 3 trái 10 ngàn thì nó mua mà nó mua 3 trái 9 ngàn nó không chịu, 3 trái 10 ngàn nó rẻ hơn, nó mua 3 trái 10 ngàn. Tại nó nhét lum lum rồi. Rồi sao rồi, nhét dính gì rồi? Một ngón. Còn ngón này đâu? ba đôi 20. Không muốn sắm nào. Nặng đi con, nghĩ ăn nè, mày nặng đi nè. Quá rồi, quá trời đông rồi. Bê này ơi. Không ai vô.
cái chảy đỏ này nè, cái nè, mọi người, tay nè, măng tay hả? Dạ, cái đường, cái đỏ là cái cà rốt đó. Cà rốt kìa. Măng tay, súp lơ. Cái này dưa leo hả? Dưa chuột. Dưa chuột. Bơ. Hey 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 hey, cái cà màu cam nó ngọt lắm á. Cà chua bi. Cà chua bi. Không, màu cam bên kia kìa. Cà chua bi. Cà chua sữa, cà màu cam á. À, cà chua sữa. Ngọt á. Có mấy thì alo con bán cái này nè, kìa con nè. Rồi rồi rồi, đang quay nè con. Chú Bi à? Chú đó. Mà giờ mua hư không vậy? Hư. Rất là nhiều loại trái cây, rau củ, artiso. Thấy gì đâu. Cái nhìn ngon ghê. Lâm thấy rồi, 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 Lâm th
chưa? Nó không kêu bà trời, hai bà đứng bao nhiêu giờ đi lên đi. Thấy hồi nãy chị thấy ngay cái chỗ đất tin tin nó mấy tin tin nó ngồi nó ăn cái chỗ đó đó. Không, chỗ đó không có ngon không các bạn, sáng sáng trên kẹt trên đó vậy chứ. Thường như giờ đông quá. Lượng người rất là đông. Hả? Không đang. Đang hả? Ủa ơi, ổn đi. Ủa đi ăn cái gì đó. Bà bỏ đi đâu ăn đâu. Bỏ vô đi thôi đi chị. quá trời người rồi. Đồng nghẹt đó chị. Cũng có du lịch hả? Dạ. Em nghĩ là mùa nào cũng có du lịch hay vậy? Đúng rồi chị. Cảm thấy mùa nào người nào cũng có, chỉ có mùa mùa mưa là hơi ít thôi chứ còn hầu như là cả mùa mưa nó còn đông. Cái này bao nhiêu ghi vậy anh? Cái này tùy theo thẻ nhớ mình thôi. Má sao chị quay? Quay hết luôn hả? Quay hết. Thì quay như là camera hành trình á. Camera hành trình mà. Không nghe vô ơi. Lên dốc. Lan thang. Sau đây là chương trình ngồi để mà ăn cái bánh tráng. Con không? Rồi bây giờ mọi người ăn cái gì? Bây giờ mọi người kêu cái đi. Có cái quần ở trong nè. Mặt cắm, quần cắm tiên. Rồi bây giờ Xin vài miếng nữa cho ông Trung. Ôi giời ơi. Đây nè, cho miếng bự nè. Còn chỗ nè. Đó. Đủ 11 người chưa? Vui nha. Đâu có. Nhiều lắm nè, nhiều giấy lắm, ngồi đi. Rồi bây giờ 20.000 thập cẩm thôi, mình ăn thập cẩm hết nha, 20.000 hết nha. Không, thập cẩm ăn hết đi, bao nhiêu cái, 11 cái. Không ớt hả? Có cái không ớt. Vậy 11 đi đồ nành luôn á. Lá hay là không đá? Đá hả? Ghê, quay qua em đá. Đá hả? Không đá đi. Để con đứa nào chưa mọc. Đủ không? Vậy là nhiều. Vậy là nhiều. 250 Mấy ký rồi vậy? Tớ 25 ngàn. Thấy chưa?
sầu riêng, sầu riêng. Ừ, không biết cho sầu riêng lên đây mới ăn được á. Kiếp sợ. Không ngồi lên đây lại đi. Trời. Tên quá. Nè nè nè. Chung chung nếu mà có đưa lên tới Kiên Giang đâu, Đồng Nai nhiều lắm. Ngay Tiền Giang quá chị ơi, thăm Đồng Nai. Đồng Nai nhiều. Đấy coi nó là cầm máy rồi đó. Nãy giờ đứng với kia lắc rồi bác ơi. Đây đây sầu riêng, cái mùi vị như thế nào? Nó lạ lạ chị ơi. Ê, đem đợi, đem xuống trong, bắt muối đem đợi cho anh Hà nè. Em lại đưa cho anh Hà tay nãy giờ mới móc đít. Hà ơi, Hà. Trời ơi. Móc đít móc chỗ nào? Chung chung lấy xong miếng giấy thôi. Đứng lên gãi lại cho coi cái. Miếng hồi nãy giờ miếng ở đây đâu rồi? Nhận bên đó rồi. Vậy nè. Bên đây, bên đây. Sầu ghi. Có hình không? Quay vô. Cái mùi lạ lạ ha. Có chỗ ngồi chưa? Hơi nhẫn chưa? Thì luôn à. Nhẫn mà nó sao ta? Ngon mà. Nó đắng đắng đó chị. Nó đắng nè. Kìa. Cho chị ly nóng đi. Ủa thôi mà đã uống không? Thôi đi nóng rồi. Để dưới đây, nè. Dạ, rồi, đủ rồi. Cảm ơn. Chị Quân lấy chưa? Không, có rồi. Cái gì, cái gốc đó. Cái gốc thằng giấy không? Không, đúc tay đi. Chuẩn bị chưa? Còn mấy ly nữa chị Dung có rồi. Còn mấy ly nữa. Còn không á thì lấy áo chế chùi luôn cũng được nữa. Hai ly là. Ê Chung Chung có xin được miếng giấy không? Đây là sầu kén này nha. Quăng vô. Trời ơi, ăn mùi gì cũng được á, nhưng mà tùy chỗ. Cái mùi nhẵn nhẵn á, đắng đắng nữa. Ăn cái sầu riêng này cũng giống như sầu riêng á. Chút đó chưa? Còn một ly của mình nữa. Ủa chị, hết mắt kêu mùi đậu nành luôn rồi. Sao ghê ăn sao? Nhẵn nhẵn đắng đắng đúng không? Chồng chị kêu em bằng chị luôn rồi kìa. Ăn kêu chị trơn á. Thôi. Ăn ghê bằng em từ đó. Ăn nữa xíu kêu vô ăn kêu. Thấy biết mùi. Thì nó tắm bát. Chị, cái giống như giống như là đang uống bắp vậy á. Nó có mùi bắp lại. Có mùi bắp rồi đó. Nó có mùi bắp chứ đâu phải có mùi bắp. Một ly nóng. Lạnh của ai? Ly lạnh của ai? Rồi lấy đi. Sầu riêng xong á có cái động tác rất là đẹp. Liếm. Ê ghê, chung chung động tác rất là đẹp. Động tác liếm. Trời ơi. Nó có bỏ đường nhưng mà lạ lắm. Mà nút sao mà nhìn cho quyến rũ chứ. Kìa, người ta nấu sầu riêng chứ nó cũng vậy đó mày. Ê, nút thị phạm nhân chung kìa. Nút sầu riêng nút sao đây? Đi ăn chuối vậy đó. Đầu tiên là mình phải nhìn cái sầu riêng coi nó tròn hay không nè. Sau đó mình liếm. Liếm rồi. Ừ rồi, liếm. Cái chỗ này còn thịt nghe mình. Ngon không? Ừ. Liếm lên tiếp. Sao mà thấy thằng Hà diễn tả mà thấy ngứa cái đùi quá. Rồi đây là xong luôn rồi. Đã quá, xong. Muốn gì?
Đây. Thôi em nghỉ ăn rồi. À mình kêu 20 cái bánh được không hả? Nghỉ ăn rồi kìa. Ăn nhớ chị ăn tối nhớ mở cửa nha, mở cửa phòng ra. Để ra cho hữu chung miền cái phòng hữu chung. Cái cảnh ngồi chờ không chán nướng rồi. Cái này rồi chồng chị rồi chừng nào tôi lấy hai cái xác này. Đây đó giống rồi. Rồi nhìn thấy rồi. Trời ơi trời. Đây nè. Đó ghi là khoảng cách đúng bạo luôn. Rồi chị. Đâu chị có cái. Trời ơi rồi chết rồi chị ơi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi chị, nói tiếng luôn chị. Mày không chị. Em quay chị còn dính dữ hơn nữa. Ở sau lưng này chị. Rồi. Sau khi ăn còn bao nhiêu đây ạ? Yên tâm đi, em đi lại nguyên một cái video viết kia cho. Ai nhớ quay cảnh mà liếm liếm mà lại nha. Ok. Ai quay quay thấy nè hả đâu. Nặng kết cửa cái mối sầu riêng. Cái thằng lợn cuối. Cái thằng lợn cuối trẻ gì kia. Nhớ là chặt mà liếm liếm. Trời ơi mà chị chủ cái này lên đầu kia rồi. Có mùi không? Có mùi không? Cây thông hả? Cao dữ luôn ha. Cây quá trời cao luôn kìa. Rồi giống nhau đây. Rồi rửa tay. Cái này là cảnh rửa tay bằng nước thấm. Rửa tay ướt chỗ này. Đây chính nữ. Đây chính nữ tôi nấu một cắm xuống. Trời rửa tay bằng nước gì vậy trời. Nước thấm bằng y. Không, không ai. Nó chùi cao. Trả thù hả? Trả thù cho mặn. Trả thù rồi để mày chùi vô cái này. Mày chùi thanh tao thôi hả? Tụi như quần mày mày. Có gì có trời. Bây giờ tôi mời bà đứa ngủ tay ở chờ luôn. Đây là bánh tráng nướng. Bánh gà, bánh gà. Bánh tráng. Bánh gà, bánh gà. Ai là bánh tráng? Bánh chén. Bánh tráng nướng. Cao vậy nó sao? Chưa ăn bánh nha. Chưa ăn đi. Ăn thử miếng 2 giờ. Thơm. Trước tiên á là cảm thấy nó thơm. Rồi xong ở trong đây nó có cái gì nữa ta? Ôi trời quất vô tắp hư hết trơn rồi Thi. Này trong này có gì? Thôi cho bé chút xíu nữa đi. Chút xíu nó ăn rồi trả lời. Trứng và xúc xích phô mai hành. Nói chung là nhìn thấy là rất là hấp dẫn. Rồi, ăn hoài. Cạp đi, cạp đi, cạp đi. Ừ. Nóng rồi thì chị biết nóng thôi. Rồi, ăn gì lẹ vậy? Quá ngon luôn. Thơm thì có thơm á. Ngon hả? Ngon. Cứ thằng ăn không? Trời, miếng nè, chúng nó tiệm nào nói luôn. Này, bà bán cam thôi. Thương xá là tu bình, tu liếm. À, đây đây, thương xá là tu, là tu, tu liếm mà. Tu liếm đó, tu liếm đó, là tu liếm đó. Lớp nhát luôn đấy. Nhưng mà bây giờ ra đọc cái gì nè. Cái này. Là tu Libya. Là tu Libya. À đúng rồi. Phải đọc Libya nha. Gọi là tiệm cạc điện thoại. Vô chổng mua bánh tráng nướng. Các bữa ăn hết. Giảm tinh bột, giảm
Alo alo. Đây là bánh tráng nướng. Cây 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 giòn giòn hả? Để dưới hả? Chưa có chị bơ không, không cây nhiều không? Ừ, có. Ôi cũng còn cây nữa mà. Cái này cây cây giòn giòn. Không không, nãy có dao lên cái rồi nè. Chưa ăn mệt. Đi nè, mua mệt. Hả? Nào. Vậy. Tạm luôn, tạm luôn, lại luôn đi. Lấy đôi, lấy luôn. Đi. Lại quên nữa. Ủa? Vậy cho ăn mà. Ăn bánh tráng. Nó ngày nào mà chia đâu. Không. Chào mừng con. Trời ơi, chú đi chú. Thử hết cái này hồi nãy ăn. Hả? Hay cây cây á. Cây cây á. Đổ cái ly đó kìa. Đổ cái ly, đổ cái ly. Đem đây nè. Ăn đi. Ăn đi. Không ăn. Đó, ăn đi, ăn đi. Cho anh cái cảm giác thôi. Cảm giác nóng quá. Chưa ăn nữa mà cảm giác tuyệt vời. Nó chưa ăn mới cầm. Ờ mới cầm mà cảm giác tuyệt vời. Chung này nó dụ vô mua cái gì mà. Em vậy mà. Em lựa đồ mệt luôn. Đội em đó đang mua đó. Một đứa gãy cánh. Con luôn. Đứa gãy cổ. Đứa gãy càng. Con quá ăn, con ăn hết hả? Bốn lứa hả? Bỏ thân nè. Ngó kìa bốn lứa. Con đá kia đó mà. Sau đây là mình đi đâu luôn rồi. Đâu vậy trời?
kẹp vô đâu đây? Tối rất là đông. Tối đánh đúng rồi. Ừ, về nhà ngủ thôi. Coi phim nè, nhìn coi phim. Hay là làm phim. Dở nè, ta chụp từ từ. Sao chụp nhanh được? Phải máy ấy đâu. Mua ống kính này. Ây, sao đây là cái chương trình làm bậy. Ây da. cái đó là chuyện bình thường thôi. Ai mà không vậy, đúng không? Đứa nào luôn muốn làm nó làm luôn đi. Không, trời, em kỳ lắm. Hà nằm xuống á, hà đưa hàng xuống dưới. Thôi mình đi đúng không? Đi ngược bên này đó. Mình đi ngược bên rồi, qua bên kia đi bà con ơi. Qua bên kia đi, ngược bên rồi. Kìa tiệm bánh có xe gió đó vậy? Tụi nó hay chụp hình đó. Đó, có xe gió đó. Thấy không? Cái tiệm bánh có xe gió là cái tiệm mà người ta hay chụp hình rất là nhiều đó mọi người. Đó, tiệm bánh có xe gió. Nhưng mà trong kia nó có cái bức tường vậy, có xe gió. Bánh mì có xe gió. Ý trời, hẻ nhớ kìa. Quá trời luôn. Hãy nhớ ống kính máy ảnh từ lưa chứ trời. Kìa, có luôn kìa. Đúng rồi, chị khỏi cả. Nhìn vô. Không mà nãy thấy giá cũng bằng cái giá mà nãy mua bên kia. Giá tôi đưa luôn. Nãy mua bên kia là 140 với 130, 160. Dạ, bằng giá nãy luôn á giờ. Bằng giá nãy.